Kể cả thật cũng không sao hết, kể cả thật cũng không sao hết trơn. Cái câu chuyện của ghi âm đó, đó là cái câu chuyện nó cả một cái câu chuyện. Ví dụ tôi nói với bạn là một tiếng hồn cái lòng thiện mượn cái chuyện chùa chiền, mượn cái chuyện đi chữa bệnh miễn phí. Trước đó là bị cái năm 2019 là bị ngộ nhận, bị ngộ nhận hết. Ngay cả các cơ quan truyền thông của cả đất nước chúng ta còn bị ngộ nhận. Không chỉ là ai cũng cứ đồn thổi lên như thế, rồi rốt cuộc bị rơi vào cái bẫy của họ hết. Thì lúc đó là phát hiện ra, nhưng mà là tôi cứ âm thầm để chờ xây xong cái ngôi chùa. Tại vì là có bà xã, bà cũng phát tâm hồi giờ lần đầu tiên phát tâm xây dựng cái ngôi chùa để tặng cho tịnh độ cư sĩ. Thì tôi là cái người ngồi thiết kế rồi chỉ tôi cho nó xong trọn vẹn. Ngôi chùa nó khác, chứ mà mình tặng chùa là mình tặng cho giáo hội, cho nhân dân, chứ không phải là tặng cho một cá nhân nào hết. Chờ xong cái đó là bắt đầu tôi với bà xã với công khai cái chuyện này ra, là nó bắt đầu là nó rơi vào cái điểm rơi là báo cáo cái tiền cứu trợ. Còn là trong công chuyện tôi nãy tôi có nói một lần nữa đó, là kể cả tôi coi các cái clip ghi âm rồi đưa lên là bôi nhỏ rồi hù dọ bà xã, tôi sẽ công bố tay này rất là khôn, cỡ chừng cỡ 10 cặp gia đình khi tay này lừa đảo, một là người chồng, hai là chồng lại người vợ, thì đều đánh vào để làm sao ly tán được cái gia đình đó, để chia các cái chuyện thừa gửi. Một cái việc kiều ở bên Úc, ông chồng đem về đầu tiên 550 triệu là mua cái miếng đất ở quầy Hưng Nghĩa Từ ở chỗ Hàm Tân, xong rồi chuyển gần là 200.000 đô la, xong rồi là nay tung hô lên là nào là bên kia là mê, nên là coi như là về ông kia về bỏ. Anh coi trên clip có cái lời của nó, tôi coi trên mạng, cái này là tôi coi trên mạng, nên nó là sẽ là làm cho ông ta phân hóa để chè cái sức mạnh đó ra, để chi để không còn cơ hội để thua kiệu. Nên là tất cả các cái vụ trước đây là nó bị chìm xuồng hết, là ghi âm lại hết, chơi nhau mà coi như quen với ai ghi âm lại hết, để rồi lọc ra những cái gì mà không tốt thì bỏ ra, còn cái gì chắc lọc được và nói để cho có hại cho người khác, để coi như giống như khống chế được người khác thì để lại. Nên tôi mong Võ Hoàng Yên lộ hết dùng nguyên hình của cái giả tâm của mình lên đi. Còn bao nhiêu clip nữa, kể cả cái gì kinh khủng chứ tôi đưa lên đi. Tôi mừng lắm. Tôi đang chờ. Tức là một mặt là nếu về mặt là lừa cả nhân dân, nếu lỡ như có đi là lừa tiền vợ tôi, kể cả đi dụ dỗ vợ người khác, xứng đáng là thần y không, xứng đáng là cái người mà đi nằm ở trong tôn giáo không, hay là một Thích Phước Ngọc thứ hai, thì cứ lộ nguyên hình để cho nhân dân thấy. Tôi sẵn sàng, không có gì hết, mọi thứ trên đời này không có cái gì của mình hết, kể cả cái thân xác này cũng tạm bợ mà. Một con người khi người ta đã ngộ ra được nhiều thứ rồi thì thật sự không có cái gì của mình hết. Mình đừng có sĩ diện cái gì hết trơn. Nhưng mà một cái sự mà người ta hy sinh, tôi nói rõ như thế này, dù một cái sự hy sinh để tìm ra được một cái sự thật, để giúp cho cả đất nước biết được một cái đường dây lừa đảo xuyên quốc gia như thế này, thì phải nói là mừng quá rồi. Còn trên mạng thì thị phi thì thôi, người nào nói gì thì cái chuyện đó bình thường. Trên thế gian này ai không có thị phi? Thị phi là cái vốn có hàng ngày của sự đố kỵ của con người. Còn tất cả những cuộc thương tích nào, kể cả chiều cuộc chiến tranh nào cũng vậy, đều có thương tích hết. Nên nó là rất là mừng. Bởi nó là tôi cảm nhận là sẽ có một cái trận giống như là càng quét cái vụ mà thần y với lại là mà lương y dỗm này nè, để bảo vệ người dân. Đó là cái bổn phận và trách nhiệm, không phải riêng của chính phủ, mà trách nhiệm đó kể cả trong dân chúng ta. Chúng ta thấy cái đó không được, chúng ta tố cáo lên cho cơ quan truyền thông, tố cáo lên cho đất nước, thì là chúng ta như góp phần để làm lành mạnh được. May là phải nói là nhờ cái loạt bài mà của báo Sài Gòn Giải Phóng đăng lấy cái tựa rất là hay, loạn thần y, Thủ tướng Chính phủ còn trách vô là cái loạt bài của báo Sài Gòn Giải Phóng làm cơ quan của đảng.
cả thật. À, quả kể thật. Dạ, kể cả thật cũng không sao hết. Dạ. Kể cả thật cũng không sao hết. Cái câu chuyện của ghi âm đó, đó là cái câu chuyện nó cả một cái câu chuyện. Ví dụ tôi nói với bạn là một tiếng hồ. À. Bạn ngắt ra một chút xíu vậy nè. Hả? Không, bạn ngắt ra một chút xíu vậy nè. Sao bạn không còn hô hết? Bạn coi lại cái ghi âm đó, cái thời phút á. Hơn 40 phút. Hơn 40 phút, sao không công bố hết ra? Đó, nghe không? Công bố hết đó ra, rồi còn ghi âm nào nữa cứ đưa hết ra. Để chi? Để thứ nhất á, là trong cuộc sống á, mà mình á, mình ghi âm người khác hay quay lén người khác á, đó là vi phạm pháp luật á. Nó là một hình thức vi phạm pháp luật, đúng không? Tôi không có rành cái này lắm. Các bạn là làm ngành báo chí. Công nhận với tôi là vi phạm pháp luật á. Quay lén hay ghi âm người khác là đó là vi phạm pháp luật á. Nên tôi trông cho lộ thêm nữa là để nó bộc lộ hết cái bản chất à, mà bị ổi của một người đàn ông hay là một người mà gọi là gì đó thần y hay lương y gì đó, là kể cả một cái người mà lợi dụng rồi gọi là trưởng ban tôn giáo, là giống như trụ trì à, của tịnh độ cư sĩ đó, một cái trưởng ban trụ trì à, mà như thế đó à, những cái loại người như thế mà nằm trong tôn giáo thì cái tôn giáo đó còn cái gì nữa à, tức là người ta núp vào trong đó để người ta làm mẹ bà à. Chứ có ai mà tôi bây giờ đi chơi với nhau mà coi như là cứ ngồi nói gì cái lúc mấy chứ ngồi ghi âm à, đúng không à. Phải xin phép đúng không, phải xin phép người khác đàng hoàng đúng không à, nên là tức là con người này rất là thủ đoạn. Tôi có nói nãy đó, đi chữa bệnh mà dẫn luật sư theo, các bạn thấy không, đi ra là có luật sư đi theo. Có ai mà ông bác sĩ nào trên thế gian này mà đi chữa bệnh mà có luật sư đâu. Tức là mình nhìn nhận một cái vấn đề logic mình biết à, nên là tay này là có một chủ đầu để lừa đảo. Mà tôi nói thật ngay từ đầu đó, tôi có một cái cậu linh tên là Tuấn. Giờ anh nghĩ rồi, chính anh cũng cảnh báo cho tôi nghe không? À, là coi chừng đã dùng nó cả cái đại nam của anh, chứ không phải những cái như thế đâu à, nhiều người nói với tôi, nhưng mà tôi cái tánh tôi kín đáo. Rồi kể cả tôi nhờ anh em công an, rồi tôi nhờ anh em báo chí điều tra tìm hiểu giùm nó, là tôi rất là chặt chẽ. Còn cái chuyện đó là của năm 2019 với một số của năm 2020, là cái chuyện nó mượn trả nợ rồi thì thôi, mình nói bà xã mình nó thì nó ấy như thế thì thôi, cứ giúp cho nó rồi nó bán đất nó trả. Gặp tôi là cứ nói là sắp bán miếng đất này chắc chừng cỡ tháng nữa công chứng, nhưng mà tụi nó kẹt tụi này kia sắp đã bán miếng đất kia. Có lần đó là sách cả cái vali nè, kể cả tài xế tôi, người làm nhà tôi biết đó, cái vali cái màu xám xám đó, cái màu xám xám như thế này nè, đi cao vậy đó, nói trong đó là sổ đỏ không, nhưng mà tôi đâu cần mấy cái đó làm, mình đâu có liên quan. 15 năm rồi tôi nói với anh em, đây một mét vuông đất tôi cũng không mua, tôi làm gì hết. Nhưng mà thôi, họ gặp nạn á thì thôi, là giúp nó là bây giờ biết lại là trước đây những người cho mượn họ đòi lại hết. Khi họ phát hiện ra nhưng mà họ không dám la lên. Ví dụ cái cô Hồng mà làm thép này nè, sau đó chính vợ tôi chuyển tiền vô cho cô Hồng đó, gọi là Hồng Thép trong sống đồng bang. Thì tôi nhớ là lúc đó là vào cái ngày đó là hình như là ở trong nhà tôi đó có việc gì đó, thì bà xã tôi với dặn lại là nói giùm những cái đó chuyển lại, là coi như là nó trả lại tiền đó, không chịu nhận vì ghi vô trong đó là chuyển tiền trước đây ủng hộ xây chùa, giờ trả lại. Cô đấy không chịu, coi nó là trả lại tiền nợ trước đây à, nên là nhiều lúc xúc phạm ta mà người ta đâu có ủng hộ chùa đâu, mượn của người ta xây chùa à, lập cái mái ngói gì đó à. Tôi nhớ có hai quỹ nhiệm chi cần là tôi cho anh em nó lục ra cho à, tức là tôi không phải, tôi không biết đâu à, còn có chuyện ấy, gì mê tín hay là dùng bùa ngải gì đó ha, xảo thuật gì đó ha à, để mà lừa lọc người ta để về tiền bạc ha, không thì cái đó là xấu hổ lắm, nhất là đàn ông mà đi lừa phỉnh đàn bà. Tôi hỏi một cái là hiện nay thì trên mạng xã hội cũng đưa một cái thông tin, đó là khi mà chị Hằng có một cái mối tình cảm với ông Yên, nhưng mà khi sau khi đó thì không được đáp ứng được trở lại, thì chị Hằng bắt đầu cảm thấy là mình rất là bực bội và bức bối. Thì sau đó mấy cái sự việc xảy ra thì ông tiếp nhận cái nguồn thông tin này như thế nào ạ? Con tức là nó như thế này. Không phải là cái chuyện tình cảm không tình cảm, bên này là tôi là đàn ông mà, là chồng mà, không nếu mà tổn thương là chắc tôi là cái người tổn thương nhất, đúng không các bạn? Tôi nói như thế này nè, thật sự không làm như thế, họ thần thánh thì mình cũng họ mê
tín thì mình cũng mê tín, thì mình nương theo đó với lột trần được, chứ thật sự khó tay này, khó lột trần lắm, khó lắm đấy. Nên khi nói với vợ tôi là vua Lý đào thai, tôi gặp võ Hoàng Yên, tôi nói tôi hình như tôi có cái cảm nhận hình như giống Lý Thái Thọ. Trời ơi, anh nói tôi nghe tôi nói da gà vậy đó, tức là mình nương vô, tôi đã từng nói võ Hoàng Yên mà, rồi là nương vô là hỏi đi theo là lên mồ mả của vợ tôi, nhưng mà xin tôi để đi thăm mồ mả ba mẹ tôi cũng cho. Nói thật vậy đó, hai lần cứ là gợi ý tôi là để đi thăm mồ mả, hồi là bắt đầu ông bà động mồ động má rồi là bắt đầu nghĩ là mình mê tín. Nhưng mà xin lỗi á, cỡ tôi làm sao mà đi mê tín mấy cái đó được, tôi đã từng bị mê tín rồi, nên giờ tôi không tin thầy bà nào nữa. Cái này nói thật sự mình tin vào chính mình, tin vào sự thánh tiền, tin vào nhân quả. Còn cái đám thầy bà giờ tôi không tin ai hết. Tôi nói thật sự, tôi đã từng bị mê tín rồi, nó bằng cái trải nghiệm của mình. Thì cứ mỗi lần mà mình lầm thì đó là một cái bài học, là thầy của mình đó. Nên là nếu vợ tôi không làm như thế thì làm sao lục trần được đó, làm sao có cái câu chuyện mà đi ăn trận của tiền bảo lục được. Còn đó là nếu mà nói lên những chuyện kia thì nó không có cơ sở để lục trần. Làm gì làm cái chuyện đó là nó là một cái vế khác của gia đình, của cái mối quan hệ. Còn cái sự thật của nó đó là lột trần một đường dây lừa đảo của chữa bệnh dỗm của Võ Hoàng Yên cho cả cộng đồng. Hai cái nó khác nhau. Hai cái khác nhau. Bây giờ là cả xã hội có công nhận rằng Võ Hoàng Yên chữa hết bệnh hay không, qua cái chuyện của quan này. Còn bây giờ tôi trông cho đó Võ Hoàng Yên còn cái clip gì nữa được hết rồi. Tức là đây là khi làm tay này thì rất là khôn ngoan, ráng giữ lại những ghi âm khi người ta điện thoại nói chuyện cái những cái gì không, khi là bắt đầu là mình đau yếu đuối gì đó là bắt đầu ghi lại hết những cái lời đó rồi cắt ghép trở lại để lấy những cái gì có lời để làm bằng chứng để sau này giống như khống chế như thế đó, thủ đoạn. Nếu mà cô mà gặp một cái người như thế thì cô suy nghĩ như thế nào? Thật ra thì trước đó là tôi đã gặp ông Võ Hoàng Yên cách đây cũng mấy năm rồi, và thời điểm đó thì ông Võ Hoàng Yên có chữa bệnh trước mặt tôi, và lúc đó thì bản thân tôi là không đặt niềm tin hoàn toàn vào ông. Và cái vấn đề mà kéo lưỡi ra và bé có thể a một tiếng thì tôi nghĩ là ai cũng có thể kéo ra và bé a, nó đau thì nó vẫn phải a chứ. Nhưng mà lúc đó thì rất là nhiều người xung quanh nói là bổ tay tán thưởng ông Yên và cho rằng là ông Yên là một thần y và có thể chữa bệnh được. Giai đoạn đầu tiên thì bé có thể a và không sao thì bé có thể nói được, và bản thân tôi thấy là tôi không tin. Nhưng mà mọi người lại cứ đặt câu hỏi là tại sao ông Dũng là một người một đại gia và ông Dũng là một người trải nghiệm thì ông Dũng và chị Hằng lại đi tin một người như vậy. Trước đó là mình cũng bị ngộ nhận, anh đi theo hai lần mình đi theo hai lần thì mình mới bắt đầu phát hiện ra, chứ còn thật sự không đi theo không phát hiện ra đâu. Vô kéo a thì mình cũng kéo a, giờ còn clip đó không? Cô nói rất là chính xác luôn, tất cả chúng ta đây ai kéo cũng được như thế hết, ai cũng làm được cái điều đó hết. Nhưng mà ở đây là mình bị những cái phim mà họ đóng phim, đóng em rồi xong rồi khi chữa không được bệnh rồi họ lại dùng một cái trò rất là xảo trá, là lợi dụng vô chuyện Phật trời, chuyện tôn giáo để nói là nghiệp. Thì muốn để cho giải được để nói thì thiếu ví dụ nghiệp nữa, không phải chữa mà nghiệp. Thì muốn nghiệp là phải đưa tiền để xây chùa. Tôi đang xây cái chùa này, tôi đang làm cái kia đó, gom tiền của người ta. Nhiều lúc như em đi, em có một cái đứa con đi mà lỡ nó sự cố như thế đi, xin lỗi về bán cái nhà để cứu con mình miễn sao nó hết bệnh. Thì cứ nghiệp mà nghiệp là cứ bắt đầu bơm tiền vô đó, bơm tiền vô đó, nó là một cách mà khôn khéo xảo trá. Anh với nói là một con người mà gọi là người ta dùng cái từ là mặt dày, tâm đen, dày dày mà đến nỗi nó vô hình, đen vô sắc. Anh có nói câu đùa mà nếu sau này mà thế gian này mà có cái ngày mà vỗ tổ, mà có cái ngành lừa đảo thì phải lấy Võ Hoàng Yên làm ông tổ của cái ngành mà cúng lừa đảo. Tức là hàng năm là chúng ta các ngành nghề là đều có cúng tổ đúng không? Thợ may, thợ mộc ngày 20, thợ hồ ngày 20 đó. Thì nếu mà sau này mà có rồi vấn đề tín ngưỡng hay mê tín không biết, nhưng mà có mà lỡ có cái ngày cũng tổ của
cái ngành lừa đảo. Cái này nó còn siêu đẳng hơn đa cấp nữa. Thì nên lấy tay này, thật sự làm ông tổ. Thật hơn. Tôi có câu hỏi muốn hỏi ông. Thực ra thì bản thân tôi thì trước đây là không có mê tín dị đoan gì hết. Trước đây thì tôi cũng có xem qua vài clip của, bắt đầu được biết đến vài clip trên mạng của Võ Hồng Yên về cái việc mà chữa trị cho các cái bệnh nhân đấy. Nhưng mà theo tôi được quan sát thì tất cả các cái clip thì những bệnh nhân mà ông Võ Hoàng Yên chữa trị đều là những bệnh nhân đã bị khuyết tật, hoặc là có thể là nói không được rõ, hoặc là có thể bị khuyết tật gì đấy về chân tay nhưng mà vẫn có thể cử động và đi lại được, nhưng mà đều là những thành phần là những người nghèo khó hết. Thì theo ông nghĩ thì đây có phải là cái chiến thuật của ông Yên là tiếp cận từ những người nghèo và mua chuộc họ, vì bản thân họ thì khi đấy chỉ có cần là có tiền ăn nuôi con cái là được rồi, mà bây giờ ông Yên dùng cái biện pháp vậy, thì theo ông nghĩ là đó là một cái chiến thuật của ông Yên, thì ông nghĩ cái chiến thuật này như thế nào? Chiến thuật này nó rất là hay nhỉ. Dạ. Ngày đầu tiên mà tôi đi theo nó để coi chữa bệnh đó, là tôi xuống tận dưới Thoại Sơn, An Giang, xuống vô tôi ngồi tại ủy ban, xong đó thì ở một cái ngôi chùa đó, công an ra thông báo là không cho chữa, tụ tập đông người trái phép, thì đề nghị giải tán thì người dân ta nằm lại đó, người ta không về. Đó là cái số ở xa, họ đã mua phiếu. Thì tôi chỉ quay qua hỏi Bảo Bằng Yên là tại sao có cái vụ mua phiếu. Thì Bảo Bằng Yên nó ở tại cái nơi tổ chức, chỉ mấy đệ tử nhiều lúc nó ẩu, nó len nó bán, nhưng cái nơi tổ chức người ta làm cái chuyện đó. Tức là cái người mà bán phiếu hay lấy tiền là không phải ở địa phương. Ví dụ chữa bệnh ở Quảng Ngãi đi, thì cái người mà bán phiếu á, thầy Quảng Ngãi mời về mà, tổ chức mà, chính quyền mà, nên không có giao. Thì lấy tiền là những cái nơi, ví dụ như ở Huế vô, Đà Nẵng vô, đó, những cái đó là gọi là ưu tiên một để chữa, gọi là ưu tiên. Còn đa phần là hiệu ứng để tập trung nhiều, ngay cả Quảng Ngãi đó, các bạn thấy rồi. Tôi ở đây nói là tôi nói rất là thật, là không có một trường hợp nào, đó là báo cáo của nhà nước chứ không phải là tôi nói nha. Và kể cả báo chí đăng là không có một trường hợp nào hết bệnh. Nhưng mà họ rất khôn, không định vị ở một chỗ nào hết. Nay chỗ này 3 ngày là chạy tuốt đi chỗ kia 2 ngày, gọi là chữa chạy để trốn tránh trách nhiệm. Ở lâu sợ ví dụ người ta tới người hỏi giấy tờ. Không có giấy phép hành nghề. Cái kinh nó đây mà cái khủng khiếp nhất là không có giấy phép hành nghề. Nên đâu có dám mở chỗ nào là gần đó mà có một sự cố gì là công an ta vào ngành y tế. Nên mượn chùa để cái gì để làm á, là coi như là chữa, gọi là tôi dùng cái từ là chữa chạy. Nếu là nay mai mà tỉnh nào cũng làm hết như Quảng Ngãi thì biết hết cái gì đâu mà. Nếu mà là biết hết cái sự thật, khôn khéo lắm. Lúc mà tôi phát hiện ra là lúc đó mà tôi dự định xây cái trung tâm chữa bệnh, tôi không có muốn cầu mà nó để cho con Yên về để tôi chữa bệnh lấy tiền đâu. Thì tôi lấy giấy tờ đi lên trên sở y tế tỉnh Bình Phước, thì tôi hỏi là giấy hành nghề để đi đăng ký gọi là cái phòng khám đông y thôi, không có cái giấy gì hết, không có cái giấy gì để đủ tiêu chuẩn hết. Sau đó tôi nói vậy thôi, là chắc phải mượn là của cái anh bác sĩ ở một cái trường đông y. Nhưng mà anh bác sĩ đó là khuyến cáo với tôi, cái trường đông y nó cẩn thận lại anh Dũng ơi, không ổn. Là tôi nhờ anh Thương là cái anh mà hiện nay là đào tạo ngành y, là cung cấp cho tôi nhiều thông tin về Võ Hoàng Yên lắm. Cái này tôi nói thật sự, tại vì anh ở trong ngành, rồi học trò của Tịnh Độ rồi cũng tới đó học đó, nên ta cung cấp nhiều cái tin lắm. Nên chính từ cái đó là cái xảo thủ, cái khôn khéo mà né tránh được hết cái trách nhiệm. Chứ ví dụ như em đi, em có một cái chỗ khám, em là một lương y giỏi đàng hoàng, chữa được câm điếc, xin lỗi nếu là có cái lòng từ thiện đầu tiên hết mình đến mấy cái trường câm điếc, mình không lấy tiền mà mình giúp cho người ta trước cái đã, rồi xong rồi mình định vị ở một cái chỗ nào đó, một cái ngôi chùa để tôi chữa bệnh tại đó, để cho bà con ai có con đó thì biết cái địa chỉ đó để đến. Không thì nó rất rõ ràng, giống như các bạn thấy của tôi, đơn giản tôi để một cái tấm bảng ở trong đền thờ Đại Nam, địa chỉ bệnh viện Chợ Rẫy, số điện thoại,
địa chỉ bệnh viện Đà Nẵng, số điện thoại, địa chỉ ở bệnh viện A Nhi thành phố, số điện thoại. Nên nếu ai có trường hợp con gia đình khó khăn, con nghèo bị tim bẩm sinh thì đến đó gặp cái phòng công tác xã hội đó sẽ được cứu giúp. Đó, cái truyền thông mổ tim ở đây của chúng tôi là truyền thông để cho người dân người ta biết, để người ta đến, chứ không phải để kể công mình làm cái việc đó. Đó, cái này tôi nói rõ như thế đó. Cái chương trình mà mổ tim cũng vậy, là ở bệnh viện Chợ Rẫy thì là mình cho thông báo cho mọi người biết, kể cả anh em báo chí ở đây là đi mà gặp cái trường hợp nào như thế thì coi như là mình cứu thả đó. Thôi lấy cái hồ sơ gửi lên Đại Nam hay là đem thẳng xuống dưới đó, có cái chương trình ở dưới đó để tìm mổ, nó là coi như là mổ ngay. Tôi xin có thêm câu hỏi này nữa, thì tôi đang thắc mắc là không biết là ông có khi nào, từ khi phát hiện việc ở Võ Hồng Yên đến giờ, thì có khi nào ông ngồi lại ông tự suy nghĩ rằng là tại sao ông Võ Hồng Yên lại có thể kêu ông Võ Hồng Yên đang thực hiện những cái lừa dối như vậy, trong khi là đang lợi dụng lòng tin của vợ chồng ông để hỗ trợ về những cái khoản chi phí, thì tại sao ông ấy lại có thể mời ông đi theo chứng kiến trong cái việc mà ông ấy chữa trị, ông ấy không sợ bị ông phát hiện về điều đó hay sao? Ông có thể khi nào suy nghĩ về vấn đề đó? Hồi đó là tôi chưa lấy tài sản đâu, lúc đó là lúc mà thỏa thuận với nhau là dự kiến sẽ xây cái trung tâm để cứu người ở trên Bình Phước ấy. Thì là đi chữa bệnh, nghe nói là đi Thoại Sơn chữa bệnh còn khoe cho tôi cái giấy là của phòng y tế đã mời. Thì tôi đi coi thử chữa như thế nào. Một lần là tôi coi ở chỗ Đại Nam này, một lần ở đó, với một lần tình cờ tôi đi Động Thổ, cái chùa ở Bình Thường. Tôi vô tôi cũng kéo thử, nhưng mà tôi thấy giống như là coi như chữa mà ba cái vụ mà khớp rồi, bọc lực lắm, sợ lắm. Cái đó tôi nói thật á, mà Võ Hoàng Yên mà chữa bệnh á, cái hay là gì nè, có hai cái dụng cụ mà để trợ cho giúp cho Võ Hoàng Yên thành thần đi là nhờ cái micro đó, với cái còn chữa xương khớp là có cái cục nhôm, cục sắt gì nè, những cái chai dầu mà gõ người ta đó, anh em coi trên mạng gõ, mà nhất là những người già xương khớp á yếu rồi mà gõ vô toàn đầu gối rồi xương nó tổn thương khó phục hồi lắm. Nhiều người về là coi như là sưng có khi 3-4 tháng luôn đó, các anh coi ở trên mạng nó thấy đó, nó bạo lực lắm, nó phản khoa học. Tôi nói thật á, là sau đó tôi phát hiện ra, chính cái phát hiện ra là đúng vào ngày 19 tháng 5 là cái ngày tôi thu hồi tài sản lại hết, là lúc đó là nói với tôi là có khả năng sẽ không có chữa được, không có làm ở trên trung tâm được, tại vì sức khỏe yếu á, là tôi biết tại vì làm định vị một chỗ là bị phát hiện ngay. Không có phải mà hiểu ý anh nói không? Chỉ có đi chạy như thế này là gì? Xóa được dấu vết. Còn định vị, chỉ cần định vị một cái chỗ giống như một cái phòng khám đi, giống bác sĩ khác đi, thì lộ ra ngay liền. Là cái khôn ở đây là họ đi chạy, gọi là chưa chạy, thì không lộ ngay. Nhưng còn nếu mà một bác sĩ bình thường, tất cả Việt Nam chúng ta một bác sĩ giỏi ha, người ta mướn một cái chỗ thông báo tôi chữa bệnh răng, tôi chữa bệnh tim, tôi chữa bệnh gì đó thì mọi người biết đến, thì nó đâu có gì. Rồi những cái xảo thuật đó là làm cho chúng ta bị ngộ nhận hết. Em cũng bị ngộ nhận đúng không? Em đã từng chứng kiến em cũng bị ngộ nhận. Anh cũng bị ngộ nhận. Vào rút cuộc cả chúng ta bị ngộ nhận hết. Dùng cái chữ ngộ nhận là cái chữ phù hợp nhất. Nên nó là... Thưa anh, có một câu hỏi từ bạn đọc là Lương Mimi ở Hòa Khánh, Đỗ Cà Mau, có đề cập rằng là ngoài những trường hợp mà anh chị đã ủng hộ các quỹ mổ tim rồi mẫu uống thủy não, thế thì là có nhiều cái một cái trường hợp là gia đình của người này thì là mẹ thì bị ung thư nặng, bị ung thư cổ tử cung và viêm gan CB, mà gia đình được xác nhận đủ hoàn cảnh của chính quyền xã và cũng như là chữ thập đỏ huyện, thế thì là anh chị có ủng hộ những trường hợp này để giúp họ vượt qua tất cả hay không, tại vì họ rất là giàu, y rất là nghèo ạ. Anh thì cái chương trình của anh nó có tôn chỉ mục đích đâu, là mổ tim cho mấy cháu không lo hết được. Rồi thứ hai nữa là uống thủy não, họ lo hai phần này là cũng nặng nề lắm á chú em. Cái này nó thật sự như thế đó, mình chứ bây giờ mà mình tròn nó nhiều chỗ quá thì mình chịu không có nổi đâu. Anh làm mình cũng có lợi nhuận làm ra bao nhiêu thì anh đem anh làm cái này. Nên là có, nếu mà ví dụ như các em đi làm chương trình mà thấy các cháu bất cứ đâu thì tim bấm sinh hồ sơ về gửi lên đây, anh bảo đảm trong ngày sẽ chuyển đến cho
Tôi có hỏi, muốn hỏi cho con là bản thân tôi từ khi được biết là từ khi cái việc mà ông Võ Hồng Yên bị Thanh Phui ấy, thì tôi đã theo dõi trên các cái trang truyền thông cũng như trang mạng xã hội, thì tôi cũng thấy được rất là nhiều ý kiến trái chiều. Thì có nhiều ý kiến bảo là tại sao đây là một cái hành vi lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo lòng tin, lợi dụng lòng tin của vợ chồng anh chị là để nhờ hỗ trợ với cái kinh phí, thì tại sao anh chị không làm một cái không kiện ông Võ Hồng Yên ra tòa để kiện về cái việc mà lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản, hay là tố cáo lên cơ quan công an để có biện pháp xử lý cụ thể hơn. Tố rồi anh, gỡ cho công an rồi, công an đang thụ lý rồi nha. Cái này anh nói hôm nào anh đã nói là cái việc, cái việc mà có lừa đảo hay không đó là cơ quan công an sẽ quyết định cái chuyện đó. Hiện nay đã làm đến đâu rồi? Không, không, cái đó mình không biết, cái chuyện của công an làm thì mình không có hỏi nha. Đã thụ lý hồ sơ rồi, mời chị lên lấy lời khai đồ hết rồi đó, và làm tường trình đồ hết rồi mà cơ quan công an đang làm đó. Còn á là đó là cái thuộc về thẩm quyền của cơ quan công an ha, chứ không phải là ra tòa, tại vì cái này nó có liên quan đến vấn đề là cái tiền cứu trợ của đồng bào miền Trung đó. Nên là cái này là đã gửi cho cơ quan công an rồi đó. Nên là em yên tâm đó, một ngày rất là gần cơ quan công an sẽ làm rõ chuyện này. Còn cái chuyện á mà cả nhân dân mình biết là một Võ Hoàng Yên không phải là thần y thì chắc bây giờ biết hết rồi. Cái đó là cái lớn nhất, cái lừa đảo mà lừa đảo cả một dân tộc, cả một xã hội, cả một đất nước, mà cả xuyên quốc gia, xuyên quốc tế, cái đó là cái kinh khủng. Chứ còn lừa anh á, nói vậy chứ cái đó nó không to lớn, không đáng gì so với á cả đất nước mình 15 năm trời đâu, cả cộng đồng, cả toàn dân coi như là đã đi lên trên tất cả, coi giống như mình, giống như là xảo thuật, giống như là chúng ta là bị ngộ nhận, ta khờ hết, em cũng chứng kiến rồi, không? Thì tất cả ở đây, kể cả những người làm truyền hình, những người làm báo cũng bị ngộ nhận nữa, chứ đừng có nói tới là mình, không? Nhưng mà khi mình biết ra được sự việc thì mình không có xấu hổ, mình công bố việc này ra, hả? Để cho mọi người đừng 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 bị